Xin chào tất cả anh em. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 2023. Buổi tối thì Adambao không có gì. Adambao xin chúc tất cả bà con và anh em Lưu Yến mỗi tối thật vui vẻ bên gia đình thân yêu của mình nha. Từ lúc thử bộ âm bao đặt riêng cho công ty ở Indo sản xuất riêng cho tỉnh Kiên Giang ấy, thì bao đã thử ở Nhạy Yến Phú Quốc, anh Nam Phú Quốc á, có hiệu ứng rất là tuyệt vời luôn. Ngày nào chim cũng bu 24/24 luôn anh em à. Thì hôm nay ba làm video thì nói chung là cũng xin gửi ra đến anh những anh em gần nói chung cũng gần 20 người rồi. Còn điện tới vào để mua âm. Cũng có những mấy tỉnh Tiền Giang, tỉnh An Giang, Tây Ninh. Còn có anh em ở Quảng Ngãi nữa. Đặc biệt là hình như là ở Sông Đốc Cà Mau, hình như tới 5-6 người lận. Đó. Thì tính luôn bộ âm này thì nhưng mà ba cũng xin thông báo rằng bộ âm này thì ba đang thử nghiệm cũng gần 20 ngày rồi. Nhưng mà ngày nào thì chung là nhà chim của anh Nam ở Phú Quốc ngày nào chim cũng chơi nhiều. Chim chơi một dùng 100 con thì xuống dưới thì còn nghĩ trong có 60 con. Cái lượng con chim thì nó tăng lên rất là đáng kể trong 20 ngày qua. Thì nói chung là âm ngòi, âm dẫn bao thấy thì ok rồi. Nhưng mà tiếp theo đây bao cũng muốn xác nhận là âm ru của bộ âm này nó như thế nào, chim có ở lại hay không. Chứ không đơn giản mà thấy bộ âm chim phản ứng tốt như vậy rồi tung ra thị trường rồi anh em mua tiền rồi cuối cùng là không được gì. Thì bao cũng xin phép trả lời mấy anh em trong video này luôn ha. Khi nào bộ âm này nó ok, nó có hiệu quả tốt, hiệu ứng tốt từ âm âm ngòi âm dẫn thì ok rồi đó. Bây giờ còn âm ru nữa, quan trọng âm ru mấy anh em à, âm ru nữa và để mà thử nó chim nó hiệu ứng như thế nào, nó ở lại. Mà thấy chim ở lại rất là nhiều luôn. Thì cũng xin thông báo là anh em đừng có nóng vội quá, cứ từ từ đi. Thì bao có gì bao mua âm về bao bán, mà đâu phải bao không bán đâu mà, đúng không? Thì để thời gian nữa thêm sao ít nhất cũng phải là 2 tuần hay là 1 tháng nữa mình khi nào bao la bao kiểm tra cái nhà Phú Quốc nó như thế nào rồi thì cũng như thế nào cái gì bao trả lời mấy anh em. Chứ cần ví dụ nếu phân nhiều hay nó ở lại phân nhiều thì bà thấy là 70% và âm ru thì nó ok anh em ha. Và cũng xin cảm ơn tất cả anh em đợt vừa rồi đã đăng ký subscribe tên công ty của mình ha. Trên hôm nay phải thông báo luôn cho trên kênh của mình tất cả những video, cũng có một số video bên công ty mình thiết kế, cũng có một số nhà chim công ty mình làm thành công. Không có ai làm mỹ thuật nhà yến mà thành công hết, mà không có ai mà thất bại hết. Cũng có nhà này nhà kia, nhưng mà quan trọng là tỷ lệ thất bại bao nhiêu và thành công bao nhiêu trên một kỹ thuật thôi. Ok anh em ha. Thì cũng có một số video những cái bạn của mình đặc biệt ở Malaysia và đặc biệt ở Indo gửi những video nhà yến 3D là những con mẫu hay là những cái gì hay này kia gửi cho bao, thì bao biết cái gì bao chia sẻ lên kênh YouTube. Thì hy vọng mấy anh em có nghĩ cái nhà cái đó không phải bên công ty bao sao bao đăng lên. Hôm nay bà nói lý do là vậy đó. Thì nói chung là tính bao thì nó đam mê yến, rất là mê yến luôn. Để trong bao hay sưu tầm cái nó hay, có thể anh em là áp dụng được này kia. Thứ hai nữa là cũng có 2-3 anh bạn gọi điện cho bao nói là bao chia sẻ lên những thông tin như vậy là rất hữu ích, rất là ok luôn. Nhưng mà có những cái mẫu 3D mà bao chia sẻ lên cái nhảy rất nhỏ đó thì nói chung là không thành công. Nhưng mà bao cũng xin trả lời mấy anh em luôn, thì nói chung là mỗi gia đình là mỗi hoàn cảnh anh em à. Nhưng mà đam mê chế biến thì chỉ có một thôi, chung một đam mê thôi. Thì bao cứ chia sẻ lên, ai có cùng đam mê là ai nó trùng với tài chính của mình muốn đầu tư thì cứ làm. Bao nghĩ là cứ làm, nhà lớn nhà nhỏ không quan trọng, biết sao mình làm được một cái để mình trải nghiệm cái đam mê của mình như thế nào, và đặc biệt là và thể hiểu cách dẫn dụ chim yến như thế nào, sau này mình dù mình có điều kiện hay là trúng số độc đắc cuộc sống may mắn đâu nhất thời, đúng không? Sau năm giờ chưa biết ai là nghèo hay giàu hơn ai mà, đúng không?
thì bao ý là vậy, chứ không phải mà bao chia sẻ thí xác lên kênh YouTube, YouTube của bao đâu, để mà hại anh em hay gì về đó, đó là không phải. Và về tính của bao thì nói chung là nhà Yến thì đâu có cái nào mà lớn hết đâu, đúng không? Không có cái nhỏ, có cái lớn, thì ở Kiên Giang cũng vậy. Đôi lúc người ta sử dụng cái móng nhà, cái nhà đi lên nhà kia, những nhà các bạn biết, nhà ở Kiên Giang bây giờ có 100 mét vuông hay 1 tháng 20 mấy ký là bình thường đó, làm cái tay 8 năm 10 năm, nhưng mà từ cái nhà nhỏ đó mới có những cái nhà lớn bây giờ đó. Đôi lúc bởi vậy bao lúc bao chia sẻ lên những cái thông tin như vậy đó, thì nó cũng có những người này người kia phù hợp tài chính của mình thì mình làm thôi, ok ha. Thì đợt rồi cũng có một số anh em ba chia sẻ cái những bài đề lên, có số anh em không hiểu thì cũng gọi trực tiếp cho bao, bao cũng trả lời thông tin tất cả mọi thứ luôn, chia sẻ này kia hết, không quả những gì cái chia sẻ của bao là đúng hết, nhưng mà mong anh em thì từ cái nghĩ của ba, cái chia sẻ của bao đó, rồi mình tìm hiểu thêm, có thể điện thoại hay nhiều kỹ thuật khác nữa, thì nói chung mà để làm sao mình có kiến thức đầy đủ để mình phát triển nhảy của mình. Đôi lúc mình tài chính mình không tới á, nhưng mình tự tìm hiểu, mình tự làm này kia luôn, thì phần nào đó nó đỡ tài chính mình đầu tư, ok anh em ha. Những ai mà yêu mến những con nhảy thân thi cũng như yêu mến Adam Bao thì xin hãy đăng ký kênh giùm Adam Bao nha, để Bao có tinh thần mà chia sẻ những cái thông tin của ngành diễn tiếp theo. Adam Bao hy vọng là được nhiều anh em yêu mến, ok ha. Rồi, xin chào tổng gia đình ha, thì chúc tất cả mọi người là thành công, sức khỏe thành công ha, và luôn luôn phát tài ha. Ok, anh Nam Bao xin chào tất cả anh em ha.